Nếu bạn đang chơi Epic 7 và có nhu cầu nạp game hay là mua bán tài khoản với giá tốt cùng độ uy tín cao thì có thể ghé qua wingame.vn. Link chi tiết có ở dưới phần mô tả nhé. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ review sơ qua về tất cả các hero Moonlight 5 sao trong game để mà các bạn có thể cân nhắc headhunt. Thì trước khi vào top mình có một vài lưu ý là cái event đó nó sẽ không bao gồm những hero mới. Thì ở đây mình có Shuna, Navy Captain, Landy, Abyssal, Yuffin là ba hero Moonlight mà các bạn không chọn được. Và tất nhiên Ludwig nó còn chưa ra mắt nữa thì không thể nào mà các bạn chọn được các hero Moonlight này. Cho nên mình sẽ không có review qua. Cái tier list này mình sẽ chia ra làm cái hạng mục là Very Meta. Các bạn nghĩ là hero này được thấy rất là nhiều trong PvP. Hạng mục OK có nghĩa là được thấy ít hơn nhưng mà sử dụng thì cũng được. Còn hạng mục sưu tầm là chính thì theo mình đây là những hero các bạn muốn cố dùng thì vẫn OK nhưng mà nó không có hiệu quả lắm các bạn. Tức là lấy về chỉ chơi cho vui thôi chứ không có sử dụng nhiều. Một lưu ý tiếp theo là event headhunt này sẽ kéo dài 90 ngày kể từ ngày các bạn bấm cái nút tham gia. Trong vòng 90 ngày đó có thể nó có nhiều sự thay đổi. Ví dụ nó ra cái hero mới và combo được với lại những hero yếu đi chẳng hạn, làm những hero yếu đó mạnh hơn. Hoặc là các bạn có thể là summon được cái hero mà các bạn mong muốn trong cái summon thường, summon Moonlight, Galaxy gì đó. Nói chung là sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra trong 90 ngày này. Cho nên mình nghĩ là các bạn hãy nên chờ đến gần cuối event, những ngày cuối của event rồi các bạn recruit để summon hero về thì lúc đó nó sẽ lời hơn các bạn. Các bạn sẽ nắm được tình hình thực tế nhiều hơn. Còn bây giờ hiện tại thì đây chỉ là cái tier list trong hiện tại thôi nha các bạn. Sau 90 ngày thì nó mạnh yếu như thế nào, nó có thể có thay đổi thứ tự, cho nên là cũng cần cân nhắc lại ở những cái lúc đó luôn. Nhưng mà cứ hiện tại đi thì mình vào nội dung chính luôn. Đầu tiên là Remnant Violet các bạn. Thì đây là hero theo mình thấy là ok. Hiện tại cũng có khá nhiều counter cho Remnant Violet rồi. Nhưng mà khi các bạn dùng hero này ở những cái lượt chọn hero cuối cùng á, hoặc là các bạn đem vào đánh những cái team mà không có cái cơ chế counter lại được, chẳng hạn như là strip cái búp né này ra hoặc là có hit chance cao thì Remnant Violet vẫn tỏa sáng được các bạn. Cho nên mình nghĩ là hero dùng tốt. Riot Witch Azeria thì thực sự đây là hero very meta, là các bạn thấy rất là nhiều bởi cái khả năng debuff và cấm hồi sinh rất là bá đạo của hero này. Debuff tốt đồng thời cấm búp luôn và có thể phá giáp nữa, thì những cái hero đi theo sau Riot Witch Azeria có thể xả sát thương ra được nữa. Thì đây là một hero mà theo cái lối chơi chủ động tiến công rất là phù hợp và rất được ưa chuộng các bạn. Commander Bavel mình nghĩ thì đây là hero dùng được. Hiện tại thì ít có dùng bởi vì là để dùng được Commander Bavel nó hơi khó, các bạn phải xếp team creep. Nhưng mà ngày nay thì Navy Captain Landy các bạn con quỷ này nè nó mang cái meta kháng creep vào, cho nên là những cái thứ gì mà liên quan tới creep á nó sẽ giảm cái chức năng sử dụng xuống một chút. Nhưng mà nếu như các bạn đánh vào những cái team không có Navy Captain Landy và cũng như là các cơ chế kháng creep khác á thì Bavel vẫn có thể được dùng các bạn, chỉ là xếp team nó hơi khó một tí thôi. Death Dealer Ray các bạn sau khi búp xong, mình nghĩ Death Dealer Ray phù hợp với lại cái lối chơi debuff chủ động rất là tốt, và mình đoán là sắp tới có thể Death Dealer Ray nó lên đây luôn. Bởi vì ngày nay á, cái lối chơi debuff có vẻ như nó manh mún, nó quay trở lại các bạn. Cho nên là những hero nào mà liên quan đến debuff cũng như là những hero liên quan đến giải debuff có thể là sẽ được xuất hiện nhiều. Sage Vivian thì cũng là một hero dùng được các bạn. Cái nhược điểm của Sage Vivian là các bạn cần đầu tư hơi nhiều đồ đạc một tí, cũng như là đầu tư về team cho hợp lý để mà có thể hoạt động tốt thôi, chứ đơn thân độc mã Sage Vivian thì hơi khó sử dụng. Conqueror Lilas mặc dù hiện tại có cái counter cứng là Moon Bunny Dominion, nhưng mà như vậy thì cũng không có cản được Conqueror Lilas các bạn, bởi vì cái thực tế là chiêu thức của Conqueror Lilas rất là mạnh, hỗ trợ team khá là tốt luôn, vẫn là một hero mở combat ổn các bạn. Archdemon Mercedes muốn dùng thì cũng ok, nhưng mà hiện tại thì mình thấy ít người dùng các bạn. Cái lối chơi của Archdemon nó hơi tù á, cho nên là mình nghĩ dùng thì vẫn được, nó vẫn có một cái sức mạnh nhất định nhưng mà nó không quá mạnh các bạn. Apocalypse Revy thì ok. Đóng vai trò là một hero tăng cờ hệ bóng đêm thì vẫn ổn. Chỉ có một cái là hiện tại có rất nhiều thứ có thể sốc sát thương được Apocalypse Revy, và những cái thứ đó nó lại có máu trâu nữa các bạn, cho nên là cái ưu điểm
của Ravi là vừa trâu vừa xét thương to, nó không có ứng dụng ngược lại được. Đồng thời là với việc Apocalypse Ravi không phải là miễn nhiễm debuff, các bạn vẫn có thể bị stun, bị sleep, cho nên Apocalypse Ravi nó hơi tụt hạng một tí. Blood Moon Haste. Blood Moon Haste hero đầu tiên vào hạng mục sưu tầm. Haste có một cái cơ chế kháng hồi sinh khá là được. Tuy nhiên, ngày nay muốn kháng hồi sinh thì người ta dùng bạn này các bạn, Bright Witch Azuria rồi. Cho nên là Haste sẽ bị bỏ quên, đồng thời sát thương đầu ra cũng không có cao, support team cũng không có gì nhiều. Nên đây không phải là một hero đáng để headhunt các bạn. Mediator Carrick thì bao nhiêu lần Mediator Carrick vẫn là một hero support team mình rất là tốt, với cái khả năng là buff immunity, buff attack lên, đồng thời dự đoán là có thể có nhiều combo debuff ra mắt thì Mediator Carrick có thể quay trở lại các bạn. Hiện nay thì có vẻ là không thấy nhiều, bởi vì là hiện nay toàn cơ chế là sát thương thôi. Debuff thì lâu lâu, nếu các bạn kéo dài trận đấu quá lâu thì mới debuff, bởi Navy Captain Landy nó stun cho một phát. Do vậy mà ít có thấy Mediator Carrick quay trở lại. Đồng thời là với Nightwolf nữa, cũng là một counter khá là mạnh. Lua cũng là một counter khá là mạnh cho Carrick nên ít có thấy sử dụng. Nhưng mà theo mình thấy bản chất hero này vẫn là hero khá mạnh, các bạn support rất là ok. Ambitious Tywin là một hero mình nghĩ nó sẽ very meta. Nó sắp tới cái ngưỡng đó rồi, bởi vì là có thể counter lại debuff. Và khi counter thì có stun ngược lại cái địch nữa, do vậy mà hiện tại thì có thể là không thấy nhiều, nó có thể ở đâu đây nè. Cùng hạng mục với lại Rai, nghĩa là đứng đầu cái top ok để mà chuẩn bị lên cái very meta. Thì nếu mà các bạn chưa có câu trả lời thực sự cho cái team debuff thì các bạn có thể cân nhắc lấy Ambitious Tywin về. Desert Jewel Bazaar mình nghĩ nó nằm ở đâu cái khoảng cuối cái nhóm ok, bởi vì hiện nay thì hero tăng cờ khá là nhiều, cho nên là đảo cái khiên đó thì nó cũng không gây được nhiều giá trị các bạn. Hồi xưa thì đảo những cái khiên khủng khiếp như là Pera nè, hoặc là combo Fallen Cecilia cộng với lại cái hero mà máu giấy sát thương to thì đảo khiên của Bazaar nó mới mạnh. Còn bây giờ thì đảo khiên nó như mũi đốt inox các bạn, chưa kể là có những hero mà nó phụ thuộc vào cái khiên để tăng sức mạnh nữa như Arunka. Cho nên là Desert Jewel Bazaar mình nghĩ nó không còn mạnh nữa các bạn. Faithless Lydica thì có lẽ nó nằm ở đâu đó ở đây. Đây cũng là một hero dùng ok, nhưng mà nhược điểm của Lydica là nó rất khó build các bạn. Đồng thời là các bạn phải suy nghĩ tính toán, nó không có một cái lối chơi gọi là cố định cho nhiều team. Khi các bạn gặp team này các bạn có thể combo chiêu 2, chiêu 3. Khi các bạn gặp team khác các bạn có thể combo chiêu 3 thôi. Thì với Faithless Lydica yêu cầu các bạn cần phải có nhiều suy nghĩ, nhiều trí tuệ, cũng như là đồ đạc của bạn cũng phải rất là xịn mới có thể dùng tốt được. Twisted Eidolon Kharon. Mình khá là thích hero này cho nên thôi mình để ở ok đi. Thực ra Eidolon Kharon mà build resistance á, build cái kháng nhiều một tí, xong rồi chơi đi đánh những cái team mà không có quá nhiều sốc sát thương ngay một lần á, thì Eidolon Kharon có thể được sử dụng các bạn. Các bạn chỉ chú ý là tránh những cái team mà có cái hero nhiều effectiveness này để strip up ra thôi, rồi support kỹ kỹ tí thì vẫn có thể dùng được. Khi mà Eidolon Kharon nó gần đầy cái Fighting Spirit đó là lúc đó có thể tỏa sáng được các bạn. Cho nên là nó dưới đây thì nó hơi quá, nó không đến nỗi vô dụng như Haste các bạn, nhưng mà nó cũng không phải là quá tuyệt vời, quá sức ok, cho nên thôi mình xếp ở cuối cái hạng mục ok này. Requiem Roana các bạn, hero này thì mình không có kinh nghiệm sử dụng nhiều cho nên mình cũng hơi thấy khó hiểu, bởi vì nhiều người sẽ nói là Requiem Roana là một hero gọi là sốc sát thương khá là tốt trong meta ngày nay. Thì cũng tốt thiệt, bởi vì là sát thương của Roana nó đến từ việc nổ sát thương không crit, mà meta ngày nay thì là kháng crit hơi bị nhiều, cho nên Roana sẽ là một hero tốt. Tuy nhiên với bản thân mình thấy á, thì Abyssal Yuffin hoặc là Bulletis có thể counter lại được Roana. Đồng thời các bạn cũng có thể sốc sát thương cho hero đứng đầu để mà có thể cản trở Roana thi hành công vụ. Do vậy mình không nghĩ đây là một hero dễ sử dụng các bạn. Nhưng mà nó mạnh hay không thì ok, nó mạnh thiệt, bởi vì xét về công dụng có rất là nhiều tiềm năng, nhưng mà yêu cầu các bạn cũng phải có nhiều trí tuệ khi mà sử dụng Requiem Roana. Martial Artist Ken các bạn vừa mới được buff xong thì đã trở lại, mình nghĩ là cũng trở lại thứ hạng cao cao á, bởi vì cái đặc trưng của Martial Artist Ken là có thể crit được những cái thể loại không crit. Astromancer Elena các bạn, mình nghĩ nó cũng nằm đâu đó ở đây nè. Astromancer Elena thì
sử dụng trong real time arena có vẻ hơi khó khăn, nhưng mà dùng trong các trận arena hoặc là guild war thì lại khá là hữu ích, bởi vì cái khả năng anti counter giúp các bạn có thể xếp team được dễ hơn, lên kế hoạch dễ hơn và không bị lâu lâu nó counter ngược lại. Cho nên mình cũng đánh giá cao Astromancer Elena. Orbital Vildred các bạn, rất là tiếc nhưng mà mình nghĩ đây là hero tier sưu tầm, bởi vì ngoài việc hồi sinh ra rồi sốc sát thương một chiêu thức thì cũng không có gì nhiều. Mà ngày nay thì đã có quý vị này rồi, các bạn cấm hồi sinh rồi đồng thời meta tăng cờ nữa, cho nên một chiêu của Orbital Vildred thì lại không có quá nhiều đất diễn các bạn, cho nên mình nghĩ đây là hero sưu tầm thôi. Dark Corvus ngược lại lại có giá trị sử dụng nhờ, bởi vì cái meta tăng cờ Bruiser nó đang lên, và bản thân Corvus cũng là tăng cờ Bruiser mà đồng thời anti luôn cả tăng cờ Bruiser nữa, cho nên là ngày nay thì có thể thấy nhiều hơi bị nhiều Dark Corvus xuất hiện lại rồi các bạn. Ruel of Light thực ra có thể có nhiều người xếp vào hạng mục sưu tầm, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ lên đây các bạn, nó ở dưới top dưới của cái ok, bởi vì cái chiêu thức mà hồi máu support của Ruel nó không phải yếu, nó chỉ là đơn mục tiêu cho nên nó cooldown hơi bị lâu thôi. Đồng thời là có các thể loại anti hồi sinh nữa, như là quý vị này nè, rồi quý vị Corvus nè cũng anti hồi sinh, cho nên Ruel thì nó hơi khó sử dụng, nhưng mà xét về cái mặt support team á thì vẫn như có thể dùng được các bạn, nên mình không nghĩ là nó đến mức là sưu tầm là chính ở dưới đây. Các bạn muốn chọn thì cũng được, nhưng không khuyến khích các bạn. Cái ý chính là không khuyến khích Summon Ruel of Light. Còn xét về sức mạnh, mình nghĩ nó vẫn trên cái hạng mục sưu tầm một tí. Jockey Xe thì đáng tiếc là vô sưu tầm, hoặc là sưu tầm hoặc là ok, tùy vào đồ đạc của bạn. Nếu đồ đạc các bạn cực kỳ xịn, để build một Jockey Xe mạnh á, các bạn cần phải có đồ rất rất xịn các bạn, thì lúc đó Jockey Xe mới có ấn ngưỡng tạm ổn. Bởi vì cái chiêu 3 của Jockey Xe có thể reset cooldown mà, reset tới tận 3 lần lận, nó mà nhảy hết lên thì rất là tốt. Với điều kiện là Jockey Xe phải đi trước được hero mở gầm bá bên địch, rồi đồng thời là phải có effectiveness đủ nhiều, phải có này kia hên xui các kiểu nữa, cho nên để dùng được Jockey Xe khá là khó. Thôi xét cho cùng mình vẫn để lên đây đi ha, nó vẫn có thể dùng được. Yêu cầu đầu tư hơi bị nhiều thôi. Architect Laika các bạn, Architect Laika mình nghĩ nó nằm ở đâu đó top ở đây nè, hình như là có thể chuẩn bị lên very meta luôn, bởi vì cái khả năng one shot rất là thần sầu của mình. Architect Laika nó chỉ bị cái nhược điểm là nó có cơ chế tăng comparison, cho nên khi gặp Bulletis hoặc là Abyssal Ufin thì sẽ hơi mệt. Tuy nhiên khi gặp Moonbending Dominiel lại không sợ các bạn, mà Moonbending Dominiel nó chỉ cao tờ mấy thứ như là thêm lượt thôi, cho nên đây cũng là một lựa chọn mà tốt trong các team gọi là sốc sát thương á. Spectre Tenebria các bạn, đây là một hero mà nào giờ nó mạnh rồi, mình nghĩ nó vẫn ở trên cái hạng mục very meta, đơn thuần bởi khả năng né các đòn đơn mục tiêu rất là thần sầu của quý vị này, đồng thời là khả năng stack defense cũng như attack nữa khi mà có hero nằm xuống. Chỉ có một cái là sắp tới có thể gặp nhiều Belion thôi, bởi vì nó ra mắt quý vị này nè. Belion nó mà quay trở lại nhiều thì có lẽ là Spectre Tenebria nó sẽ hơi xuống một tí, nhưng mà cũng không phải là xuống quá nhiều các bạn, cho nên mình nghĩ đây cũng là một hero rất là đáng để hết thành lần này nếu các bạn chưa có. Lone Crescent Bellona là một hero mình nghĩ nó nằm ở đâu đây, đơn thuần bởi khả năng là luôn luôn crit thôi, mà kháng lại được cái meta anti crit, mọi đòn đánh của Lone Crescent Bellona đều có thể crit được các bạn. Cái nhược điểm của Bellona chính là yêu cầu đồ đạc rất là cao. Một lần nữa các bạn cần mọi chỉ số và hero này, cho nên khi các bạn summon Bellona các bạn hãy chuẩn bị tinh thần. Spirit Isolin các bạn, mình nghĩ dùng thì ok, nhưng mà nó nằm đâu đó ở khoảng dưới đây nè. Các bạn cũng cần build đồ cho Spirit Isolin cũng như là xếp team, canh team, canh lượt như thế nào đó để mà có thể sử dụng tốt được. Chứ còn hiện tại có nhiều thể loại sát thương nổ á, như là Senja nè, như là Karina với lại Rocket Punch nè, rồi cái meta debuff manh múng quay trở lại nữa, thì những cái thể loại đó có thể là một cái trở ngại rất lớn cho Spirit Selene các bạn, cho nên là hiện tại khá là khó dùng, nó chỉ nằm ở cái top dưới của cái hạng mục ok này thôi. Jaws hồi trước thì nghe đồn có cái awakened potential vậy đó, mà giờ nó dẹp luôn cái đó rồi, không biết có thay đổi gì hay không, chứ với tình hình hiện tại Jaws thì nó cũng nằm đó đó khúc dưới này thôi, bởi vì
Cleaver ngày nay rất là khó sống các bạn, nên những hero nào mà bổ trợ Cleave mà không có những cái cơ chế phòng thủ hay là những cái cơ chế đặc trưng nào đi kèm á thì lại rất là khó sống, bởi vì đơn thuần là các bạn khá là khó set up cái team Cleave, cũng như là Cleave không chết thì các bạn toàn ngược lại thôi. Cho nên Charles mình nghĩ nó nằm nó cũng đâu đó cái tấp dưới của cái nhóm hero. Ok, khi các bạn dùng Charles các bạn rất là cần phải có team cũng như là có kế hoạch sử dụng nha. Zio các bạn, Zio là số ít hero Cleave mà nó nằm ở những cái thứ hạng cao, bởi vì cái khả năng tăng speed cướp lượt hero mở combat rất là tốt. Hiện tại trong arena, trong guild war, trong real time arena luôn cũng xuất hiện khá khá Zio, cho nên mình nghĩ đây là một hero rất là đáng cân nhắc để hết hình các bạn, nếu các bạn chưa có, đặc biệt là khi các bạn muốn chơi những cái team mà aggressive, cái những cái team mà chủ động tấn công á, thì Zio là một con bài rất nên cân nhắc. Strays các bạn, Strays thì cũng trở lại. Khi mà meta tăng cờ đi lên thì Stray sẽ trở lại bởi cái khả năng one shot tăng cờ rất là khủng khiếp của mình. Cái nhược điểm là khi gặp Landy thì hơi tắt điện xíu, bởi vì 50-50 crit hay không crit, bản thân Landy thì là 30-70. Nhưng mà khi không có Landy thì Stray với lại Architect Laika sẽ rất tỏa sáng các bạn, khi mà có thể là loại trừ ngay lập tức một hero, dù có tăng đến mấy thì cũng không có tăng nổi hai hero này. Solitaria of the Snow, chuyên gia debuff, thì khi mà meta debuff manh mún quay trở lại thì Solitaria đâu đó quay trở lại các bạn, và nó thuộc cái top hero ok, có thể lên được very meta luôn nếu mà cái meta debuff có khả năng tỏa sáng. Nếu các bạn muốn chơi những cái team debuff hoặc là các bạn muốn vọc qua Death Dealer Ray á, thì các bạn nên lấy thêm Solitaria of the Snow các bạn. Đó là chưa kể cơ chế có thể chặn focus từ hero này nữa thì rất là ổn định. Sage Balance Zone mình nghĩ chắc ở đâu đó khoảng đây nè. Yêu cầu gear của bạn cũng phải khá khá, đồng thời các bạn cũng phải có khá khá chiến thuật khi mà các bạn biết hero này. Hero này thì có thể anti cleave rất là tốt, nhưng mà hiện tại cleave nó đã đang rất là toang rồi, cho nên có anti-cleave đi nữa thì cũng khá là khó dùng trong meta ngày nay các bạn. Do vậy mà sự xuất hiện của Sage Banzazan nó không có được thường xuyên như hồi xưa. Top model Luluka, cá nhân mình nghĩ hero này cực kỳ khó xài. Speed build cao thì cũng khó, mà sát thương build cao thì cũng khó, mà dùng làm sát thương cleave thì lại cần nhiều setup. Cho nên mình nghĩ nó ok, nhưng mà nó ok thấp thôi, có thể cao hơn Ruel, nhưng mà mình không nghĩ các hero mà ok thấp này là nên mình các bạn bắt đầu từ top model Luluka nha. Mình nghĩ sẽ cần một cái buff gì đó để mà có thể mang top model Luluka trở lại, mặc dù là cái chiêu cuối có cái extension rất là hay á, nhưng mà để sử dụng được sát thương từ chiêu cuối hay là sử dụng được cái buff từ chiêu 2 thì cần phải build đồ rất là khủng khiếp các bạn, và gặp cái team địch nó phải giấy một tí, chứ ngày nay toàn tăng cờ trâu bò không mà, thì Luluka lại không có đất diễn nhiều các bạn. Specimen Sets nó cũng gặp vấn đề y chang top model Luluka, tức là trong những cái team mà có bàn tính kỹ lưỡng thì Sets có thể tỏa sáng được, nhưng mà hầu hết cái trường hợp thì không bao giờ là mình thấy Sets tỏa sáng các bạn, chưa kể là meta ngày nay Navy Captain Landy nó còn kháng stun nữa, cho nên nguồn sát thương xuyên giáp từ Specimen Sets nó lại giảm đi, nên là nó không được dùng nhiều các bạn. Blion, ok, Blion thì nó lên đây rồi, nghe lúc nào nó cũng là very meta thôi, bởi vì đơn thuần cái cơ chế chống Soulburn cực kỳ xịn từ Blion, chưa kể sắp tới chúng ta có quý vị này nữa cần rất là nhiều Soulburn, cho nên Blion là một lựa chọn counter rất là mạnh cho Moonlight Lockwood các bạn, nên là đây là một hero mình nghĩ nó sẽ đứng đây hoài, nó không bao giờ tụt hậu đâu, đơn thuần là khả năng chống Soulburn thôi. Fallen Cecilia, một hero tăng cờ từ hồi xưa, mình nghĩ hiện tại Fallen Cecilia không có mạnh nữa, nó giống như cái trường hợp của ba hero này nè các bạn, DJ Bazaar với lại Spirit Celine, Fallen Cecilia thì bây giờ nó cũng né như vậy. Đơn thuần là các bạn đã có một lựa chọn khác tốt hơn là Unbound Knight Arrowwell, và Arrowwell còn có thể là hút sát thương rất tốt, trong khi Fallen Cecilia chỉ đơn thuần búp cái khiên cho một hero thôi, như vậy thì nó không có quá hiệu quả. Operator Secret ngày xưa thì anti khiên rất là ok, nhưng mà ngày nay thì với sự xuất hiện của các thể loại anti crit nè, nên Operator Secret khi mà không có sát thương thì cũng không phải là một mối đe dọa quá lớn cho bên địch các bạn, do vậy là thứ hạng thấp. Tương tự luôn các bạn, ui tới cái dạng hero mà
Liên quân sát lốt thì thay vì các bạn dùng liên quân sát lốt, các bạn có thể dùng Andin, một lựa chọn ngon, bổ rẻ, đồng thời mạnh hơn nữa. À, không biết sắp tới liên quân sát lốt có trở lại hay không, nhưng mà mình nghĩ con đường đó còn xa lắm các bạn, bởi vì Andin là một hero mình thấy là dễ dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn liên quân sát lốt hơn nhiều, chưa kể nó còn free nữa. Liên quân sát lốt nếu các bạn muốn dùng thì vẫn được, nhưng mà nó không được tốt lắm. Araminta, biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Araminta thì vẫn là Araminta thôi, nằm dưới đây. Last Raider Crow các bạn, rất là meta, tăng cờ rất là xịn, vừa là tăng cờ mà sát thương không kém gì một hero nút cờ luôn các bạn. Đồng thời là có thể buff immunity, buff speed, support team rất là ok. Chưa kể là vừa rồi có cái skin của Real Time Arena đó các bạn, cho nên nếu có cơ hội thì các bạn hãy nên tranh thủ lấy Last Raider Crown về. Designer Lilibet hồi xưa khi mà debuff còn nhanh nhãn á, rồi những cái team cleave máu giấy sát thương to còn nhiều á, thì Designer Lilibet nó sẽ lên đây. Nhưng mà hiện tại thì điều đó không còn nữa, cho nên nó sẽ đi đâu đó xuống đây các bạn. Ừ, cũng chung, gọi là chung cái hội với lại những hero bị quên lãng. Từng tỏa sáng nhưng bây giờ bớt sáng rồi nè. Đơn cử chỉ là vì bây giờ tăng cờ nhiều quá các bạn. Sát thương thì Lilibet không có thấm thía gì hết. Nhưng mà sau cái đòn đánh của Lilibet rồi mà không gây được nhiều ảnh hưởng lên kẻ địch là coi như kẻ địch không bị gì á. Do vậy mà sức mạnh của Lilibet nó không còn to như hồi xưa nữa các bạn. McLui là một lựa chọn mình nghĩ nó cũng giữa giữa đâu đây nè. McLui được cái support team thì khá là ổn định các bạn. Ngày nay là tăng cờ nhiều nữa nên những cái cú hồi sinh, những cú giải debuff từ McLui nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Ở đây chúng ta có Pirate Captain Sun thì nó cũng nằm chung cái hệ debuff này đây. Nếu mà debuff một ngày nào đó nở rộ thì có thể là các hero debuff nó sẽ lên meta nhiều hơn. Còn với tình hình hiện tại thì Pirate Captain Sun có thể là ổn để mà dùng rồi. Lưu ý là khi các bạn dùng Pirate Captain Sun á, các bạn cần phải có cái artifact đặt bom của Caesarea nha. Nếu không có cái đó là Pirate Captain Flan nó nằm, mình nghĩ nó nằm xuống dưới đây luôn các bạn. Cho nên là khi hết hơn hero này, các bạn cần phải lưu ý là có artifact phù hợp để sử dụng thì lúc đó Flan mới mạnh được, không là toang. Lionheart Sermia các bạn, thì mình nghĩ đây là một hero rất mạnh. Sau một cái debuff mà giúp cho nội tại tăng combat readiness thì bây giờ khi mà extra tắt là coi như hơi run sợ với lại Lionheart Sermia. Nếu các bạn cần tìm một hero mà trâu bò sát thương to nè, đây là hồi gọi là thay thế cái vai trò của ARV á, đồng thời phản đam ngược lại với lại những cái thứ counter hay extra tắc thì đây, không cần tìm xa nữa, Lionheart Sermia chính là câu trả lời cho các bạn. Một lưu ý nhỏ nhỏ là đừng có luôn luôn dùng Lionheart Sermia để đập Landy nha, bởi vì Landy nó có kháng crit các bạn. Cái chiêu Sermia mạnh thì mạnh thiệt nhưng mà vẫn cần crit, do đó big hero này các bạn vẫn nên cẩn thận một tí. Với các hero khác trong team Landy á, thì nhớ là strip cái buff kháng crit ra. Còn với bản thân Landy thì các bạn vẫn nên có một câu trả lời riêng cho Navy Captain Landy. Còn Sermia thì xử lý những cái phần còn lại thôi. Rồi, thì đó là toàn bộ về tier list. Cái này cũng không giống tier list lắm thôi. Nhưng mà đây là toàn bộ những hero mà các bạn có thể cân nhắc chọn lựa trong Moonlight Hatton. Thực ra nếu mà cân nhắc chọn lựa thì mình nghĩ mình kéo hết cái đống này xuống đây các bạn. Đây là những hero mà rất khó xài cho đến không xài được, nên là thôi các bạn bỏ qua cái hero này đi. Còn những hero ở trên này thì bắt đầu mà các bạn mới nên cân nhắc chọn lựa xem là những hero nào phù hợp với lại team của các bạn. Và một lần nữa, đây là ý kiến riêng của mình. Mình thì không có chơi quá nhiều Real Time Arena, các bạn chơi lai rai chơi vui thôi, cho nên là có thể sẽ khác biệt so với lại các người chơi khác, cho nên các bạn tham khảo thôi ha. Và đồng thời là 90 ngày tiếp theo có thể sẽ có thay đổi thêm hero mới, buff hero cũ các kiểu nữa, nên các bạn hãy theo dõi tình hình một chút để mình có thể chọn ra được một hero Moonlight 5 sao nha các bạn, hero cực kỳ quý hiếm, chọn ra được hero ưng ý nhất với team của các bạn. Rồi, còn bây giờ thì chắc mình xin kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye!